Ngay khi vừa trở lại, người ấy là ai? Em Ki Trấn Thành đã ghi điểm bằng những lời khuyên hợp tình, hợp lý dành cho nữ chính từng là người thứ ba. Sau khi lắng nghe câu chuyện của nhân vật, bên cạnh việc sử dụng kỹ năng người dẫn chương trình khai thác sâu vào lý do cụ thể, em Ki Trấn Thành nói, việc em là sai nhất đó là biến mình thành người thứ ba. Đó là hệ lụy của việc em để cho mọi người thấy được đứa trẻ bên trong mình. Em phải học cách có được năng lượng độc lập. Hiện nay em đang mang loại năng lượng vay mượn, em thèm được chiều chuộng, thèm được yêu thương, yêu cầu của em với tình yêu quá ít, chỉ một điều rất nhỏ cũng khiến em thỏa mãn. Bên trong của em quá mong manh. Em Ki Trấn Thành không bênh vực nữ chính trong câu chuyện người thứ ba, anh khẳng định việc cô làm là sai và nên tự trách bản thân. Ông xã Harry Won nói, khi mình làm sai, không thể đổ thừa cho hoàn cảnh. Dù biết rằng có những sai lầm đến từ điểm khuyết của tuổi trẻ, đến từ tổn thương thời thơ ấu. Có những người có nghị lực lớn và nguồn năng lượng mạnh mẽ, họ có thể vươn lên dễ dàng. Nhưng có những người không phải họ không muốn vượt qua, mà là họ không thể. Sai thì chắc chắn là sai rồi, có trách cũng phải tự trách bản thân thật nhiều. Nhưng tôi đã nói câu này rất nhiều lần, tôi không sợ người sai, chỉ sợ người luôn có lý do cho cái sai của mình. Chỉ cần biết nhận sai, tôi chắc chắn người đó sẽ biết sửa lại cho đúng. Anh động viên nữ chính Eliza, anh nghĩ em phải thật tích cực, không thể bắt người ta bảo vệ mình mãi được, mình phải có năng lượng riêng. Hãy gạt bỏ quá khứ sang một bên để hướng về tương lai. Tuy vậy, câu chuyện đó vẫn là chuyện cũ, nam em Ki nhanh chóng giúp nữ chính lấy lại tinh thần tích cực, và có một cái kết thật đẹp tại chương trình. Rất nhiều khán giả đồng tình với lối dẫn dắt, chia sẻ cũng như quan điểm về người thứ ba của em Ki Trấn Thành. Trong tập 1, nam MC đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình và gây ấn tượng với lối dẫn thông minh, duyên dáng và sâu sắc. Tập 1 của người ấy là ai? Mùa năm 2023 hiện đạt top 3 trending YouTube. Bạn có nhận xét gì về sự trở lại này của em Ki Trấn Thành? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé, và nhớ đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất.